Xin chào toàn thể các bác và xin chào toàn thể mọi người nhé. Hôm nay thì vẫn như thường ngày thôi. Bên em có một cái hóa đơn, có một cái đơn hàng đến cho một bác khách hàng đến từ Khánh Hòa. Và anh có đặt bên em một đôi loa JBL K512. Và đã tổng giá tiền của nó sẽ là 4.100.000 đồng thôi nhé. Đây, con K512 này thì hôm qua em đã lên video rồi, đã lên livestream cho tất cả các bác và đã rất là nhiều các bác khách hàng đặt trong cái buổi livestream ngày hôm qua. Đấy, hôm nay thì tiện đây thì có một đơn của một bác khách hàng tên Trần Duy Linh. Đấy, anh có đặt bên em một đôi cây 512 và em cũng có rất là nhiều bác khách hàng đang muốn nghe chất lượng âm thanh của những cái đôi loa JBL cây 512 này. Thì tiện ngày hôm nay thì em sẽ làm luôn một cái video để test ra chất lượng âm thanh của những cái đôi loa JBL cây 512 này các bác nhé. Tiện đây thì cũng nói luôn, JBL cây 512 này thì đây là đôi loa mà em đã chọn cho anh Nguyễn Duy Linh rồi các bác nhé. Đây chính là những cái đôi loa mà anh đã đặt bên em, đã gọi video cho bên em và đã chốt đôi này. Hiện tại thì em cũng còn khá nhiều những cái dòng loa cây 512 bác nhá, vẫn còn vài đôi nữa thôi. Hiện tại thì kho thì hôm nay xuất đi cũng khá nhiều rồi, hôm nay thì cũng giờ tầm 3 đến 4 đôi của JBL cây 512 đấy. Thì có một hóa đơn của anh Nguyễn Duy Linh, anh muốn nghe qua cái chất lượng âm thanh của đôi này thì mang vào đây để quảng cáo và giới thiệu lại cho bác ở trên một cái video các bác nhá. Thì nói sơ qua một chút về cái con sản phẩm của JBL K512 thì bác lưu ý nhé, K512 thì bên em đã có một con sản phẩm tháo sẵn nội thất ra rồi các bạn này. Con này thì vẫn như những cái lô trước thôi, vẫn sẽ có những cái phần in ấn trực tiếp ở trên bát này để tránh hàng giả này. Đấy, công suất là 550W này, in ấn trực tiếp luôn trên mặt bát này, trên mặt chung thì các bạn này. Đấy, để khẳng định với bác là đây 100% hàng chính hãng con nhé. Một chung tất cả những sản phẩm này của bên em thì chắc chắn 100% là hàng nguyên zin các bác này. Đấy, bác lưu ý nhé, hàng nguyên zin 100% luôn. Đấy, chiếc bát của nó cũng rất là nặng luôn. Đấy, soi cho bác một chút về côn bát này và từ bát này. Đấy, côn 100% là côn zin luôn nhé, không bị quấn lại. Đấy, chung này. Và đây là một con chiếc kèn này các bác nhé. Chiếc kèn nghe tiếng của những đôi loa JBL K512 này thì cực kỳ là sáng luôn. Đây thì là cái bộ phân tần của nó các bác nhé, bộ phân tần của bên em. Bộ phân tần của em thì khẳng định với các bác là bộ phân tần của em là bộ phân tần đủ. Đấy, không giống như cái bộ phân tần mà các bác mua hàng mà có rất là nhiều bác khách hàng ấy đã mua hàng của những cái đơn vị khác và gửi về cho bên em hỏi là phân tần này có phải phân tần chuẩn không. Thì cũng nói luôn với các bác là phân tần chuẩn thì nó sẽ phải là phân tần đủ. Đấy, phân tần chạy đèn này các bác này. Con này của em thì cây 512 của bên em thì là loại cây 512 có đèn phát sáng thôi nhé. Gần như tất cả các hàng chính hãng của JBL K512 thì đều phải có đèn phát sáng thì mới là hàng chuẩn. Đấy, bên em thì vẫn khẳng định với các bác là JBL K512 của em là sẽ có phát sáng. Đấy, khi mà về nơi kiểm tra hàng thanh toán không đúng như bên em quảng cáo thì các bác không phải nhận hàng với nhá. Đây, phân tần của nó sẽ là phân tần đủ các bác này. Đấy, các bác có thể chụp ảnh lại giúp cho bên em để khẳng định là những cái phân tần này của em là phân tần, em khẳng định với các bác là phân tần chuẩn luôn cho các bác. Đấy, bông tiêu âm này, nói chung là tất cả đầy đủ luôn. Một trong những đôi loa hàng bãi nhìn về bên ngoài nhé các bác nhá. Về bên ngoài thì vẫn rất là đẹp. Đấy, chẳng có cái gì gọi là ấy cả. Xước sát thì chắc chắn là bởi vì nó là hàng bãi mà và vận chuyển ở trên container, khi mà vận chuyển về đây thì nó cũng không tránh được khỏi những cái tình trạng xước sát, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp luôn nhá. Vẫn rất là đẹp đối với những đôi loa cây 512 này. Đấy, và tiện đây thì bây giờ thì em sẽ bắt đầu tiến hành tiết nhạc cho tất cả các bác nghe qua về chất lượng âm thanh của đôi JBL K52 này. Và cũng tiện đây là tiết luôn hàng cho anh Trần Duy Linh các bác nhé. Đây là đơn hàng của anh đây. Cái này thì một chút nữa thì em cũng sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho anh thôi. Và một số bác khách hàng khác có đặt JBL K52 thì cũng thông báo luôn các bác là hôm nay em gửi đi luôn cho các bác nhé. Đấy, anh Trần Duy Linh, anh đến từ Khánh Hòa, Diên Khánh, Diên An này. Đấy, nói chung là bây giờ thì em sẽ bắt đầu tiến hành test qua cái chất lượng âm thanh của đôi loa JBL K512 này cho tất cả các bác cùng nghe qua nhé. Các bác hãy đeo tai nghe vào nhé để cảm nhận qua cái chất lượng âm thanh của đôi loa JBL K512 này. Đây là một trong những dòng loa khẳng định với bác là một trong những dòng loa bãi hàng rất là cao cấp, hàng xịn đến từ JBL. Hàng này thì cũng nói luôn nha, hàng của nó sẽ là hàng Trung Quốc. Đấy, và được công ty JBL đặt nhà máy tại Trung Quốc. Đấy là tránh các bác hiểu nhầm nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu bật nhạc lên. Các bác hãy đeo tai nghe vào để cảm nhận qua chất lượng âm thanh của đôi loa JBL K512 nhé. Chất lượng cực kỳ là hay luôn. JBL K512 logo phát sáng thôi nhé. Bây giờ thì nó chưa phát sáng bởi vì hiện tại thì đang để cái tiếng nhạc hơi nhỏ một chút.
Là vừa rồi thì các bác đã nghe qua một chút về cái đôi loa JBL K52 này đúng không ạ? Chất lượng âm thanh thì đấy, các bác hãy cho em xin một cái bình luận ở phía bên dưới nhá. Đấy, bởi vì chất lượng âm thanh thật sự các bác là tiếng trống và tiếng chung của con sản phẩm JBL K52 nghe cực kỳ là sáng. Đây là một trong những dòng loa phù hợp nghe nhạc hát karaoke cực kỳ là hay luôn. Đấy. Nhiều bác khách hàng có hỏi em là so sánh những dòng loa K52 này so sánh với dòng BMB 450 đúng không ạ? Thì em khẳng định với bác là dòng này khẳng định với bác là ăn đứt luôn những cái dòng BMB 450. Còn bác nào mà muốn chơi BMB 450 của hãng BMB thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em thì nói chung là loa nào cũng có, nhưng mà loa chất lượng thì em sẽ bỏ lên đây để quảng cáo cho các bác thôi. Đấy, một trong những cái dòng loa hàng rất là cao cấp của bên em. JBL K52 hiện tại chỉ còn rơi vào tầm 7 đôi duy nhất thôi. 7 đôi duy nhất cho 7 đôi bác khách hàng nào mà đang muốn chơi về những dòng loa K52 này thì em sẽ lên đơn gửi hàng cho các bác nhé. Và bên em thì bán hàng sẽ được cho bác kiểm tra hàng thanh toán, nên các bác nào khách hàng nào mà đang muốn chơi về những dòng loa này thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Đây, một đôi loa tiết hàng và đóng hàng chuẩn bị gửi đi cho anh Nguyễn Duy Linh đến từ Khánh Hòa, Duyên Viên. Và cũng tiện đây thì cũng quảng cáo luôn cho các bác nào mà đang muốn nghe về cái chất lượng âm thanh của đôi loa JBL K52 này. Đấy, một đôi loa hàng cao cấp, chất lượng bát 30 các bác nhé, chạy 3 lần tiếng, đến từ thương hiệu của JBL. Đấy, bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ngắn gọn tại đây, nói về một đôi loa của JBL K52. Bác khách hàng nào mà đang muốn chơi về những dòng loa K52 này thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Số điện thoại và giá cả thì em sẽ để trên thành tiêu đề. Giá con sản phẩm này giá đang là 4.100.000 đồng các bác nhé. Nói báo giá luôn cho tất cả các bác. Số điện thoại thì em sẽ để trên thành tiêu đề, các bác nào mà đang muốn chơi thì liên hệ ngay cho bên em nhé. Và bây giờ thì các bác đừng quên nhé, bỏ cho em xin một lượt like. Và bác nào chưa đăng ký thì hãy ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất của bên em. Bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video ngắn gọn tại đây. Xin chào toàn thể các bác.